Rồi, em Sốc Hoàng Anh nhé. Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với clip ngắn giới thiệu sản phẩm tiếp theo của em. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu riêng về một cái mẫu kính. Đấy, trong thời gian vừa qua là em đăng rất nhiều cây Q3 lỗ, em lắp cái kính HS này. Thì hôm nay em nhiều anh em băn khoăn là không biết tâm của nó như nào. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho anh em về cái dòng kính Discovery HS này. Để và em sẽ soi tâm cho anh em và báo giá cụ thể cho anh em để cho anh em hiểu hơn về cái kính mà em hay lắp cho con Q3 lỗ để em đi test, em giả hàng khách anh em nhé. Thì trước tiên em xin nói về cái cách thức mua bán và giao dịch bên em. Bên em thì có hai hình thức mua bán và giao dịch. Thì kính này thì em sẽ gửi COD hoặc gửi xe tùy theo cái phương tiện mà em nhận. Là em nếu mà anh em yêu cầu gửi xe thì em sẽ yêu cầu gửi xe cho anh em. Đấy, nhanh nhất có thể anh em nhé. Thì cái kính này nếu mà ship COD thì anh em cứ cọc cho em 100% cọc cho em thì em mới gửi anh em nhé. Thì cái kính này là con đây là hai hình thức mua bán và giao dịch. Thì cái kính này thì em sẽ giới thiệu qua cho anh em luôn. Đấy, chi tiết về bộ phận ở trên con kính này luôn. Thì sau đây em sẽ báo giá và giới thiệu chi tiết. Thì con kính này em đang bán với giá là 2.700.000 đồng, 2.700.000 đồng anh em nhé. Thì 2.700.000 đồng em sẽ giới thiệu sâu cho hơn cho anh em về con kính này. Đấy, con kính này là con Discovery HS, thông số của nó là 4-16x44 SF AI anh em nhé. Đây, thông số của nó đây. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, sắc nét cho anh em. Ok nhá. Đấy, có con ốc tăng chỉnh tọa độ gió đây. Đấy, có con tăng chỉnh tọa độ gió đây. Anh em có thể nhìn thấy đây. Ok chưa? Đấy, có con ốc khóa tâm. Có ốc khóa tâm. Đấy, ốc khóa tâm đây anh em nhá. Đấy, và có tem chống giả của công ty nhá. Tem chống hàng giả của công ty. Đấy, rất là xịn sò anh em nhé. Đấy, rất là đẳng cấp. Để giới thiệu sâu hơn về con kính này thì đây là cái nút chỉnh đấy, sang trái sang phải anh em nhé. Đây lúm chỉnh sang trái sang phải đây. Đấy, lúm chỉnh sang trái sang phải. Đây là cái lúm lên xuống anh em nhé. Đây lúm lên xuống. Và đây là cái lúm lấy led đây. Lấy led đây, cự ly đây. Lấy led đây, ok chưa anh em. Đấy, đây lúm lấy led. Và đây ở đây là nó có một cái núm đây, kiểu cự ly đây. Đấy, khoảng cách bao nhiêu mét đây, anh em zoom nhá. Đấy. Đây là cự ly bao nhiêu mét để anh em zoom. Đấy. Cự ly zoom. Đấy. Và con kính này của nó tích hợp một cái nữa của nó là cái đầu đây. Trên đầu đây là anh em có thể lắp chế cháo đèn beam hoặc là laser. Đây, cái dây của nó bắt đây, để anh em bắt đây. Rất là tiện lợi đúng không anh em? Đấy. Con này thì anh em cứ lắp cho em laser hoặc đèn pin vào đầu, anh em nào đi chơi đêm lắp vào cho em thoải mái luôn. Đấy, chế cháo và rất là nhiều chức năng anh em nhé. Đấy, có ốc khóa tâm, có lắp laser tăng chỉnh tọa độ gió. Đấy, lấy led đây. Đấy, zoom đấy, anh em nhé, zoom tâm. Đấy, zoom cự ly. Đấy, anh em nhìn thấy hết rồi đúng không? Đấy, thì sau đây em sẽ soi tâm cho anh em xem luôn. Đấy, soi tâm cho anh em và các bác xem luôn. Đấy, em sẽ lấy led ở giữa, xong rồi sau đó em sẽ soi tâm cho anh em để anh em thưởng thức con kính này. Đấy, tâm số khắc kính. Đấy, nhiều anh em là mua hàng mua cây Q3 lỗ của em là chưa biết tâm con này. Đấy, tại sao mà lại giá tiền của cây Q3 lỗ lại cao như thế, thì anh em có thể vào cái video này anh em xem tâm cho em nhé. Đấy, lấy tâm tương đối là khó anh em nhé. Đây Jun vừa nói vừa làm video. Đấy, ok chưa anh em. Đấy, tâm của nó đây, anh em có thể thấy đây. Đấy, em sẽ lấy led lại một lần nữa. Đấy, lấy led lại một lần nữa để cho anh em xem. Đấy, tay em hôm nay mà đi test và lại cầm cái lọ sơn để xịt vào bờ tường nên nó hơi đen. Đấy, anh em thông cảm cho em nhé. Đấy, xoay lại cho anh em để anh em thưởng thức hiểu rõ hơn về con kính này. Đấy, tâm số khắc kính đây cực kỳ đẹp anh em nhé. Đây em xoay, đang xoay lên trời đấy. Đấy, ok chưa anh em.
Đấy. Đấy, anh em hiểu rõ hơn về ấn tâm này nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, em sẽ soi vào cây nhé. Soi cây. Cây, để cho anh em xem. Nhiều khi phần soi tâm này nó hơi khó, anh em phải thông cảm cho em nhé. Đấy, anh em tìm hiểu kỹ hơn thì lên là tham đợi một tí nhé. Đấy, anh em thể thấy đây, cực kỳ lét đây. Đấy, ok chưa? Cực kỳ sắc lét nhá anh em nhé. Đấy, ok nha anh em nhé. Đấy, thì 2.700.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển về đến tay anh em. Đấy, 100% cọc nha anh em nhé. 100% cọc thì anh em nào mà thích rồi đấy thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên đấy, hai số này đều có Zalo. Anh em nào mà băn khoăn mà chưa tìm hiểu rõ thì cứ alo kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em để cho anh em tham khảo kỹ hơn về mẫu kính này anh em nhé. Đấy, thì video em cũng xin nói ngắn gọn tại đây thôi. Anh em xem video thấy hay thấy ý nghĩa thì cho em xin một nút like nhé, một nút đăng ký kênh để liên tục được cập nhật những cái sản phẩm tiếp theo em gửi đến cho anh em nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em, hẹn anh em ở trong cái clip tiếp theo nhé.